Alo, chào tất cả các bạn nha. Thì ngày hôm nay Dương tiếp tục đi thăm những cái bẫy rắn còn sót lại của Dương nha các bạn. Thì bữa nay còn có 8 cái bạn ơi. Thì Dương cũng Hello, chào tất cả các bạn nha. Thì ngày hôm nay Dương tiếp tục đi thăm những cái bẫy rắn nha các bạn. Thì bữa nay Dương còn có 8 cái bẫy rồi bạn ơi. Thì lúc này dịch gà thì Dương cũng không có đi đặt xa được. Cũng có những anh em hỏi chuột với lại hỏi chỗ bán rắn dưới phòng mô tả của Dương á. Dương có để số điện thoại của người bán chuột, người ta cũng có mua rắn luôn nha các bạn ơi. Thì Dương cũng ghim số điện thoại của mình ở dưới cái bình luận nha các bạn. Anh em có cần cái gì về rắn hay là chuột gì đó thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của Dương nha. Nhiều khi anh em comment bên YouTube thì lúc đó Dương không có trên YouTube thì Dương không có trả lời cho anh em được. Có gì thì liên hệ lại trực tiếp Dương ha. Thì bữa nay Dương đi thăm 8 cái, cũng không đem theo cái gì hết trơn mà nè. Đem theo cái túi lưới với lại máy bịch lúa mà. Thì anh em nào mà xem vô tình xem video của Dương á thì đăng ký giúp đỡ ủng hộ Dương ha. Cho Dương gửi lời cảm ơn trước ha anh em. Thì đó là Dương trong cái cục lá đó, có cái bẫy đầu tiên đó, để Dương đi xuống thăm cái bẫy đầu tiên ha. Dương lấy mấy cái lá chuối đậy lại bà. Cái này cũng khó lấy dữ vậy ta. Rồi nó hiểu bà ơi. Trong lỏng mà không dính nè, còn chuột không, còn chuột luôn nè bạn. Đây đầu tiên không dính nè, ba xe mịt lúa. Những cái tay gần gần nhà này của Dương làm như nó chắc nó hết cắn gì nữa. Đó là cái thứ hai luôn nha các bạn ơi. Đứng còn chà ba lửa kìa. Trời ơi lạ, trời thiệt không nổi ơi. Anh em chưa thấy trời quá trời. Ôi trời bạn ơi. Ôi anh ơi. Nè nằm nè. Sống không nổi. Ồ con sống bạn ơi. Ồ ngon lành. Nó nằm đang đuôi kìa bạn. Úc mà các bạn ngàn nhà gì dính cho mà. Ây da. Ây. Trời ơi trời ơi sướng không nổi mẹ ơi. Rộp là 8 tắc luôn nha bạn. Được không? Trời ơi, trời 1 kg mấy rồi bạn ơi. Trời ơi, trời trên 1 kg dữ nữa. Quá sướng quá là. Trời ơi. Quá đã bạn ơi. Rồi trời. Lên đây bạn ơi. Cái thứ hai hút hàng rồi. Em giờ anh chà bá lửa luôn. Ôi là trời ơi. Trời mày sướng dữ cái trời. Có hàng luôn bạn ơi. Gì vậy trời? Ông nội ơi, hai con, trời ơi, trời. Lần đầu tiên trong đời lịch sử luôn bạn. Một cái bẫy dính hai con rắn hổ vện. Dương đặt bẫy ở Đồng Nai này là năm nay nữa, là năm nay năm 2021 là gần 4 năm rồi nha bạn. Lần đầu tiên trong đời dính một bẫy hai con rắn hổ vện luôn. Trời ơi là trời. Thôi xong rồi ông nội ơi. Mỗi kèn luôn bạn. Hàng chi nãy Dương thấy cái phanh nó cũng hay cũng bự mấy mà sao mà nó nặng dữ cái trời. Quá trời đã luôn bạn. Hai con này. Trời ơi 2 kg đồ bạn ơi. Nhìn hai cái đầu luôn nè. Hai con này dạng mới vô luôn nè bạn. Mới vô luôn à. Quá sướng bạn ơi. Kiểm tra coi, phân bọng nè bạn ơi, lụm hết trơn nào. Nhiều khi anh em nói đồ má Dương đặt bẫy sao mà dính hai con hổ vện khổ nữa, nó bắt cắn bỏ vô nó bây giờ khổ lắm. Làm YouTube này kênh của Dương thì còn nhỏ lắm bạn ơi, mình không có đủ điều kiện để mua rắn mà để thả vô luôn các bạn. Rồi là trời, một cặp luôn các bạn, kéo tập đoàn bạn ơi. Thôi để Dương dẫn Dương quay Dương bắt nó ra luôn các bạn, quá trời sướng luôn. Rồi là chạy lần đầu tiên trong đời một cặp cái dính hai con hổ vện. Rồi bên này 8 cái dính hai con này thôi là đủ lụm lúa rồi các bạn, ngon rồi. Cần 2 con này thôi, cần chi nhiều.
uống chút trà lại tí. Trời ơi là trời, nó sướng bạn ơi, chưa gì mà sướng bằng 4 năm đặt 7 gắn lần đầu tiên với một cái mà hai con là đúng cặp luôn ơi. Mà hai con này một tấc không con nào đựng ký hết bạn. Hai con này tất cả khoảng 1,7 kg rồi bạn ơi. Tầm cái đó. Thôi hai cái hai con trời. Qua thăm cái bãi kế tiếp, nhưng quay tiếp nha các bạn. Vô cái nhà của ăn này mà bữa nay lúc đi đặt thì không thấy người ta, mà bữa nay đã vô ta ở bạn. Rồi cái này là cái thứ ba luôn. Rồi cái bãi thứ ba nằm đâu rồi trời, bãi mà mình mới đặt đó là mình dễ quên lắm bạn, thăm chuyến đầu tiên. Rồi trống rỗng các bạn ơi. Ồ, con chuột nó ngủm à. Ồ, con thứ ba trong này ngon gì mà con chuột chết uổng trời. Chuột chết rồi bạn ơi. Trời ơi, cái bẫy này có chuột mà không bỏ bịch lúa nữa trời. Hàng chi nó chết phải rồi, ông nội ơi, kỳ vậy ta. Bữa đặt vội quá rồi, nhưng quên bỏ lúa. Trời, trời. Dừng đặt góc bên đó một cái với lại góc máy bên lộ đây một cái bạn, tới giờ vừa đi vừa trống vừa thăm nữa. Trống lỏng người ta. Ồ, chuột nó mất tiêu trời. À, nằm bển rồi bạn. Cho nó bịch lúa. Dính rồi mà. Cái này là cái thứ tư dính. Cái thứ năm kim bạch đây nè. Không ăn nó cay. Có hàm. Con gì trời. Con ngựa gì bạn ơi. Ủa trời. Tốt trời. Con ngựa. Ngon. Bỏ ra chụp nó luôn bạn ơi. Đó, qua.
Kìa không bạn. Con này không nổi cái các bạn ơi. Uầy. Chặt bá luôn nha bạn. Con này 7 lạng nha bạn ơi. Thì cái vụ mà nói ra trắng lạng lạng này nè, cũng có một anh bạn comment cho Dương là hỏi ổ gắn mày nuôi sao mà biết lạng từ con hết vậy. Thì sẵn đây Dương cũng trả lời cho anh đó biết luôn nha. Em đặt gắn năm nay là 4 năm mà em chỉ nhìn con gắn thôi là mình đoán được cái số ký của nó rồi nha bạn. Dương chỉ đoán là lệch chỗ lắm, khoảng 100-200 gram là dữ lắm rồi bạn ơi. Là những con gắn lớn á mới lệch 100-200 gram chứ những cái nhỏ gì là chịu lắm, có 50 gram có khi 50 gram có khi chính xác luôn các bạn. Con này có 7 lạng luôn các bạn. Ai ngon lành. Thôi. Cái này cái thứ mấy vậy ta? 3 4 5 rồi đó bạn, còn 3 cái nữa nha bạn. Ngon lành. Trời ơi, trời không ngựa nữa trời ơi. Không ngựa nữa các bạn. Ngon người ta. Rồi, con ngựa này sắp lột da luôn bạn. Ghê hồn luôn. Ngựa này sắp lột da bạn. Ngựa nó không dữ lắm nha bạn. Không ngựa, gắn gồng thật dưa rồi nè. Hàng mắt nó mờ rồi bạn. Hàng mắt nó mờ ha. Mắt nó mờ là chứng tỏ sắp sửa lột da bạn. Cái này là cái thứ 7 nha bạn. Đâu. Đâu trời. Để bay nó. Ờ, kiếm gặp rồi bạn ơi, mà nó không dính nè. Chuột không? Còn chuột luôn. Bắt cho nó bịch lúa rồi bạn. Thua thật chứ. Vì mình mới đặt mình còn ngáo lắm. Thua luôn. Bãi đặt đây mình kiếm bây giờ kiếm xỉu. Trời 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 trời. Trời ơi. Xuống cái dốc nè bạn. Trời ơi trời. Cái bẫy bò đập chập lép bạn ơi. Có tài. Trời trời. Rồi, hư cái bẫy luôn. Con chuột nó ngẫm luôn mà. Bò đạp các bạn. Thôi giờ mình đem về mình sửa. Và đấy bây giờ Dương đi lên xe Dương tổng kết thành quả bữa nay Dương thăm 8 cái lọt gắn nha, coi được bao nhiêu các bạn. Đây bạn ơi, thành quả đây. Ôi chà, cũng nhiều các bạn. 8 cái lọt nhiêu đây là quá dữ rồi, quá hên luôn các bạn. Rồi 2 con hổ ngựa này giá đàng hoàng cũng cần được 2 kg rồi bạn ơi, chứ không phải chỉ 7-8 gì đâu. Chẳng đoán gì đâu ạ. 2 kg thì ngon ha. Tính lại 2 con hổ ngựa. Còn hổ ngựa khủng như con hổ ngựa mini rồi bạn. Thì ngày hôm nay Dương thăm 8 cái mà được bao nhiêu đây nè bạn. Ngon lành luôn, trúng mánh. Thì Dương nói với tất cả các bạn á. Thì cái bẫy gắn này á, mình cũng không nên hỏi cái kinh nghiệm của ai hết các bạn ơi. Cái kinh nghiệm là nằm ở chính nơi mình thôi.
Thì mình cứ lần đầu tiên mình không biết đặt bẫy gắn thì mình cứ đi đặt đại các bạn ơi, chỗ nào nó có gắn nó sẽ dính thôi. Mình không có cái kinh nghiệm thì nó sẽ chậm dính hơn cái người ta có kinh nghiệm thôi. Với lại mình không có kinh nghiệm thì mình có thể mình đặt bẫy nhiều hơn người ta. Thì mình đợi trong vòng có khoảng nửa năm, một năm gì đó là tự khắc mình sẽ có cái kinh nghiệm riêng cho mình. Bây giờ có hỏi người khác người ta cũng không có chỉ mình nhiệt tình đâu bạn ơi. Mà cho dù có chỉ nhiệt tình đi mà trên YouTube này thì các bạn cũng khó mà biết đặt được lắm. Đó, cái đó là cái chia sẻ của Dương. Chứ những anh em nào mà mới chơi cái môn này, bẫy gắn này nó dễ lắm bạn ơi, không có khó khăn gì đâu. Chỗ nào có gắn là Dương bảo đảm với bạn, để xuống là dính, để xuống là dính, không gì phải suy nghĩ. Quan trọng nhất là cái nơi đó phải có gắn, không có gắn là có thánh xuống đặt cũng bó tay thôi bạn ơi. Thì thật sự mà nói nha, Dương đi đặt bẫy gắn này thì Dương cũng mưu sinh, nuôi gia đình của mình nha các bạn. Chứ Dương không có đủ điều kiện với lại mà rảnh rỗi mà đi mua gắn bỏ vô đâu ha. Thì cuối video Dương cũng cho Dương gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã yêu mến Dương và ủng hộ giúp đỡ Dương trong suốt thời gian qua, và bỏ những chút cái thời gian của mình ra xem hết cái clip của Dương ha. Còn bây giờ cho Dương nói lời tạm biệt và hẹn anh em vào những video kế tiếp nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.